khi những chiếc gấu muốn hòa nhập vào thế giới loài người như mua đồ ăn, đi tắm hơi, xì pha, chơi thể thao, sử dụng mạng xã hội, làm bạn đồng hành cùng con người hoặc cố gắng để trở nên nổi tiếng trên Top Top, vân vân và mây mây sẽ là loại trải nghiệm gì? Mặc dù đã rất nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, nhưng vì có những sự khác biệt giữa con người và bản năng động vật của riêng mình, các chú gấu đã gặp không ít khó khăn, thử thách và các câu chuyện lâm ly bi đát. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của ba chiếc gấu để biết thêm chi tiết ngay nhé. Trong một buổi chiều đầy nắng và gió, gấu xám vừa đi vừa hát lăn lộn trên mọi nẻo đường, thì vô tình dẫm trúng gấu trúc đang nằm trên đường ray. Cậu ta đang trong trạng thái bất cần đời là, bởi vì chân đã bị mắc kẹt ở đường ray, gấu xám cố gắng kéo cậu ta ra nhưng chân không hề nhúc nhích, tàu hỏa thì đang lao tới như súng. Tình cờ gấu trắng đang ở gần đó, chôm chỉa chứng thấy chuyện bất bình liền đổ chút kỹ năng phi tới, cùng hai đứa kéo gấu trúc ra khỏi đó. Chân kéo ra được là một chuyện, chạy khỏi đoàn tàu phía sau còn là cả câu chuyện nữa, mấy đứa căng giò lên phi một mạch về phía trước. Gấu trắng thấy gấu trúc chạy chậm quá nên húc một phát làm cậu ta nhảy lên lưng mình, gấu xám chạy thêm một đoạn nữa cũng bị bỏ lại phía sau, thế là vừa lấy tay gấu trúc nhảy lên người cậu ta. Từ đó huyền thoại gấu chồng xuất hiện, bé gấu xám cũng giật mình tỉnh lại sau giấc mơ vừa rồi. Mấy đứa bắt đầu ngày mới bằng việc phi nhanh ra phố, để trở thành những bé gấu đầu tiên đứng xếp hàng mua đồ ăn sáng. Vừa ra đến sân rừng gặp ai, cũng chào để tạo ấn tượng nhưng ấn tượng này nó lạ lắm. Đi qua cây cầu của những bé rái cá lại làm hỏng luôn cả cây cầu, trôi luôn cả nhà thầu xây dựng. Phi lên tàu điện thì chen lấn người khác, va cả vào người đi đường, chen vào giữa người giao hàng pizza, làm chúng rơi hết lên đầu của cô dâu chú rể đứng gần đó. Rồi lại phi, như một cơn gió gây đủ thể loại rắc rối để có thể đến được chiếc xe bán hàng. Order xong, gấu trúc liền làm một tấm hình sống ảo. Đồ ăn vừa lên còn chưa kịp ăn đã bị mọi người vây lại vì những rắc rối mà ba đứa gây ra. Anh cảnh sát còn cầm theo nguyên cuốn sách to ủn. Nó ghi lại những hồ sơ phàn nàn gấu, ghi lại toàn bộ những thứ mà bộ ba đã làm gây ảnh hưởng đến họ. Đang không biết phải làm sao thì nguyên con siêu xe dừng ngay bên đường. Thảm đỏ trải dài thật dài, chú gấu mèo nom nom đi xuống khiến mọi người tung hô các thứ, vì cậu ta là một idol nổi tiếng. Có mặt cậu ta một cái, bộ ba nhà gấu bị hất qua một bên không thương tiếc, cảm thấy có một sự phân biệt không hề nhẹ. Bộ ba quyết định đu idol trở thành một người nổi tiếng, mặc dù trong quá khứ kế hoạch này có hơi thất bại khi những chiếc vlog đời sống hàng ngày của mấy đứa bị ít view kinh khủng khiếp. Để bắt đầu kế hoạch được mọi người để ý, mấy đứa đã gắn cả hệ thống máy tính loa đài màn hình TV đến nhà của mình, như thế cả thành phố sẽ phải xem buổi live stream đặc biệt của nhà gấu. Sau đó là làm mọi thứ để có thể câu like, nào là chơi các trò chơi, làm thử thách, rồi thì ca vừa Oppa Gangnam sở tay và đủ thể loại cho con bò trên đời. Tuy là làm mọi người xem thích thú nhưng vì sự chơi ngu đó, cả hệ thống điện khắp thành phố gặp sự cố tắt điện tối om, kết quả là cả ba đứa phải xách mông lên tòa hầu chuyện. Anh cảnh sát có nói đỡ cho nhà gấu, khuyên họ không nên phạt nặng, mà mọi người ngồi dưới phản đối dữ dội cho tới khi một anh trai đầu xám, là một nhà bảo tồn thiên nhiên đi ra. Anh trai bắt đầu bài thuyết trình của mình. Ông tuyên bố câu xanh dờn những loài động vật hoang dã đi lại, ngoài nơi công cộng nguy hiểm cực kỳ. Quan trọng hơn gấu thì phải ở nơi riêng biệt, không được thả ra thậm chí là nhốt trong lồng. Mọi người đồng ý quá trời, thế là bộ ba nhà gấu bị đưa lên xe cảnh sát. Cứ nghĩ kiếp này coi như bỏ thì những người bạn thân của bộ ba xuất hiện, phàn nàn việc mọi người đối xử như thế là không đúng. Ngoài ra còn có những anh bạn trong rừng đến góp tiếng nói, dứt khoát không một động tác thừa cướp con xe cảnh sát đi luôn. Mấy đứa lái xe sâu vào trong rừng đến tối thì cắm trại nghỉ ngơi quẩy sập sình bên ngọn lửa, nhìn thấy túi bán đồ ăn vặt, gấu xám liền nảy ra ý tưởng phi tới Canada định cư vì ở đó rất yêu loài gấu. Mới đầu gấu trúc cũng từ chối ý tưởng này lắm nhưng mà, tới khi nhận ra ở bên cánh cái con xám xịt này còn nguy hiểm hơn loài người nên quay xe trong đêm. Dù sao vẫn còn bị mọi người truy đuổi nên mấy đứa cải trang một chút, biến con xe cảnh sát thành con xe tải xinh đẹp lồng lộn sặc sỡ y chang con công, loè loẹt. Hành trình của mấy đứa bắt đầu sau khi đánh lừa được cảnh sát ở chốt, rằng mình chỉ là những chú gấu hiền lành tìm đường đi phượt. Vấn đề tiếp theo là cả mấy đứa đều mù đường và không biết phải đi lối nào, không để phía trước có xe lao tới, thế là bị hất văng ra khỏi đường đi, phi ngay vào cánh đồng ngô phía dưới. Ấy thế mà lại phát hiện ra một khu bí mật dành cho những dân chơi hệ đa dạng chủng loại, nào cá nào mèo nào nhím, nói chung là đầy đủ tất tần tật những chiếc động vật trên trời dưới nước, còn có cả nhân vật nổi tiếng khắp cộng đồng mạng. Bộ ba cứ kệ đời hòa nhập vào bữa tiệc, nhưng không thể hòa tan được vì quẩy một hồi, những chiếc idol đó nhận ra, ba chiếc gấu không nằm trong ngành, chẳng hề nổi tiếng như họ. Đâu còn cách nào khác, mấy đứa chỉ có thể kể lại câu chuyện trời ơi đất hỡi của mình, cảm thấy số mấy đứa cũng thương nên đã tắt chế độ xa lánh, để bộ ba tiếp tục quẩy cùng. Mấy đứa cứ thế mà quẩy không để ý rằng, có một chiếc chuột vì ghen tị nhà gấu được mọi người chơi cùng, nên đã lén báo về cho đội của tên tóc xám. Chẳng mấy chốc quầy ba bị bao vây, các con vật cùng nhau hợp sức lại phang cả biệt đội áo đen, để giải cứu bộ ba gấu ú. Họ còn chuẩn bị cho mấy đứa một con xe tải mới toanh, ngoài động cơ super xịn ra còn được trang bị cả vũ khí hiện đại. Nhờ có thế, ba chiếc gấu mới trốn được khỏi đó an toàn,
chỉ là tới được biên giới, con xe cũng bánh đi đằng bánh, vô lăng đi đằng vô lăng. Chuẩn bị đi vào được Canada, thì cánh cổng đóng lại vì cả ba chiếc gấu không có hộ chiếu, người ta không cho đi qua. Vì chuyện này, nội bộ lục đục, mấy đứa đã có một trận đấu võ mồm kinh thiên động địa, gấu trúc còn lỡ mồm nói họ chẳng là anh em gì nữa hết. Người của nhóm đặc vụ tên tóc xám đã đuổi tới bao vây lấy mấy đứa, ông ta định đem gấu trúc về Trung Quốc, gấu trắng ném về Bắc Cực, còn gấu xám bị đem về nhốt trong chuồng gấu, nên đem cả đám về chung với những con vật đang bị bắt khác. Gấu xám ở chung với mấy bạn nhỏ gấu khác khiến cậu nhớ lại lời hứa, mãi mãi là anh em khi bộ ba gặp nhau, trên đường dây xe lửa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng và ăn mày quá khứ, gấu xám dồn hết sức của mình, phá lồng rồi giải cứu những chiếc mùi nhùi bị nhốt khác cùng nhau bỏ trốn. Mấy đứa bị tên tóc xám bắt quả tang bỏ trốn, hắn định dùng dùi cui điện đối phó với họ nhưng không có mùa xuân đấy đâu. Gấu xám thấy đồng bọn mình sắp bị đưa đi liền lấy rìu quăng một cái, bằng một cách ảo ma Canada, gấu trắng thoát khỏi lồng nhảy ra cứu gấu trúc. Mấy đứa một lần nữa phát huy tác dụng của bộ não phản công, dồn tên tóc xám về phía sau, giảng cho lão ta nghe một vài thành công nhốt được lão vào trong lồng. Tưởng có thể quay về nhà chấm dứt mọi chuyện, thì ngọn lửa cháy càng to hơn khiến mấy cái cây bốc cháy đổ rạp xuống, chặn mọi lối ra. Cứ nghĩ sẽ thành mẻ thịt nướng bóng đêm, thì bác bảo vệ xuất hiện cùng con trực thăng cứu họ, nhưng vì không có thang, máy bay lại chẳng thể đáp xuống đất vì gió làm lửa cháy dữ dội hơn. Mấy đứa đã nghĩ ra học theo cách chồng gấu tạo ra một chiếc thang siêu lớn, gấu xám hướng dẫn những chiếc gấu khác trèo lên nhau, sức nặng của gấu trắng ngày càng nặng. Phóng viên đưa tin khắp thành phố về vụ cháy rừng đó, ai nấy đều lo lắng cho những chú gấu khi thấy họ bị mắc kẹt. Gấu xám ở trên cùng đang cố gắng với lấy chiếc máy bay, thì tên tóc xám xấu tính nhanh chân trèo lên họ nhảy vào máy bay trước. Hắn ta còn cười to chế nhạo bầy gấu, bác bảo vệ tức quá đấm hắn ta một cái bịt mõm hắn bằng chiếc bánh donut, rồi còng hắn lại. Ông bác nhanh chóng quay lại ghế lại để cứu bầy gấu. Mấy đứa bám chặt lấy nhau rồi được kéo ra khỏi đám cháy đến nơi an toàn. Tới sáng, họ được băng bó xử lý vết thương, tên tóc xám bị bắt, ba anh em gấu làm lành. Đột nhiên phóng viên từ đâu tới đầy áp bao lấy họ phỏng vấn, như những chiếc anh hùng làm mấy đứa hoang mang. Ông bác hứa sẽ đưa những chiếc gấu về nhà, không chỉ bộ ba mà còn là tất cả những chú gấu ở đây. Máy bay đáp đất, những chiếc gấu được chào đón nồng nhiệt, mọi người đã hoàn toàn chấp nhận việc những chú gấu sống chung với mình. Cuối phim, mấy đứa ghé qua tiệm ăn vặt quen order suất khoai tây có hình dạng của mình, vui vẻ sống cùng nhau từ đó về sau. Bộ phim đến đây là hết mất tiêu rồi, còn bây giờ thì đừng quên thả like, tặng chúng tớ một lượt đăng ký để chúng tớ có nhiều động lực hơn, mang những bộ phim hay ho tới các bạn nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại ở những chiếc anime sau.